chị, con bé kia làm gì vậy? Để ra em dạy nó một bài học thôi. Từ từ đã, để chị xem sao. Ủa con ơi, sao anh uống lại để vỏ quýt ở trên xe như vậy? Xe này có phải xe của cô không? Mà cô lên tiếng. Trời đất ơi, con bé này biết nói chuyện với ai không? Đây là xe của cô á. Hên quá, cô tới rồi. Nãy cửa xe này á, không có đóng. Con thấy tiện chỏng nhiều quá, nên con mới đứng đây con canh nè. Trời đất ơi, cô bất cần quá. Cô cảm ơn con nhé. Chị, chị tới chị đếm lại coi, coi có còn đủ không? Nhiều khi nó là cái quân ăn cắp á. Nó ăn cắp đã đời rồi, bây giờ nó bày đặt dàn cảnh nói xạo với mình đó chị. Con không có mà. Nãy con định á, là đứng đây chờ tí thôi. Ai ngờ, hai cô chú ra lâu á. Con đứng đây 3 tiếng, đói bụng.